Hai mẹ con, chúng con xin gửi đến quý cha, quý tu sĩ nam nữ và tất cả cộng đoàn bài hát khúc cảm tạ như là tâm tình của gia đình chúng con gửi đến tất cả quý vị. Hát đúng nhịp nha. Khúc cảm tạ trong âm ba vòng ngân rung rỡ trong tim ngày đây tan dương tình yêu Thiên Chúa xuống mong đời con. Xin dâng lên Chúa tin yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thanh ân Ngài trao. Nguyện theo chân Chúa đi qua, đôi ta bó hay thầm giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi. Thuyền hồn con mãi êm trôi, từng tình yêu ôi tuyệt vời. Mời ông cố thôi ạ, ông cố đâu rồi ạ? Mời ông cố luôn. Xin dâng lên Chúa tin yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thanh ân Ngài trao. Nguyện theo chân Chúa đi qua, đời ta mơ hay thầm giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trọn đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi. Thuyền hồn con mãi êm trôi, thương tình yêu ôi tuyệt vời. Alo alo, hôm nay con đứng đây giống như là con đang đứng chứng hôn cho bố mẹ con vậy. Ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thắm hơn Ngài sao.
nguyện theo chân Chúa đi qua, đời ta bỏ hay thập giá. Ôi tình yêu Chúa mê man trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, thuyền hồn con mãi êm trôi hơn tình yêu ôi tuyệt vời. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tình yêu của chúng con hôm nay và mãi mãi. Chúng con xin cảm ơn cha và cảm ơn ông bà cố. Và chúng ta vừa thưởng thức tiết mục chứng hôn, khúc cảm tạ cùng với phần tam ca của gia đình Tân Linh Mục.